Xin chào. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với công ty đồ gỗ Minh Nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Hướng Mai sẽ cùng dẫn quý khách đi từ Hướng Mai Central số 1 Đồng Kỵ từ Sơn Văn Ninh đến showroom của công ty đồ gỗ Minh Nghệ Hướng Mai ở số 4+5 đường 271, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Mời quý khách đi cùng Ngọc Anh và mẹ Hướng Mai nhé. Bắt đầu đi nhé. Ngọc lái hay mẹ lái? Mẹ lái. Đi từ Hướng Mai ra đến trường Đại học Thể dục Thể thao thì cổng trường Đại học Thể dục Thể thao thì chắc là khoảng độ 400m. Đây là trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh. Đây là cổng trường. Cổng trường của trường đại học. Cái nơi này là một nơi mà đã đào tạo ra rất là nhiều các cầu thủ, các huấn luyện viên, các vận động viên, được bao nhiêu là các cái giải Olympic qua tất cả các cái thời kỳ bóng đá Việt Nam, và nhiều các cái giải thưởng khác, bắt đầu từ cái trường đại học này. Thế còn tiếp theo là chúng ta sẽ đến Hướng Mai Center. Đây rồi. Ô, quên không dặn chị Tâm rồi. Đấy. Rồi, đây là đến Hướng Mai Center. Xin mời các bạn vào trong công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Xin chào quý vị khán giả đang xem trên trang fanpage của đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Xin chào, chào mừng quý khán giả đang ở chỗ ở Hướng Mai showroom thứ hai của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Và hôm trước thì Hướng Mai cùng chị Thị Ngọc Anh đã giới thiệu tầng 1 của showroom đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai rồi, và bây giờ thì chúng mình sẽ lên tầng 2 và xem tầng 2 có những cái gì rất là đẹp. Mong là mời quý khách cùng lên tham quan công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Chào mừng quý khán giả. Bây giờ thì mời quý khán giả lên tầng 2 của Hướng Mai Center và xem là trên tầng này có những thứ gì. Trên tầng này có rất là nhiều các đồ gỗ đẹp. Trên đây mà Hướng Mai đang đứng là một bộ bàn ăn rất là vuông vắn. Những bộ bàn ăn này ngày xưa là cái mẫu này bên bằng tường Trung Quốc bỏ chài, họ đặt rất là nhiều để họ xuất khẩu sang Trung Quốc cho những người dân Trung Quốc họ mua. Đây là bộ bàn ăn vuông, một mẫu rất là đơn giản. Còn bên kia là một bộ bàn ăn tròn bằng gỗ hương của Lào. Rất là đẹp và kiểu dáng thì rất là sang. Cái mẫu này ngày xưa gọi là mẫu nốt nhạc hoa lan tây. Kiểu dáng của nó rất là đẹp và sang trọng, cũng tinh tế nữa. Gỗ hương của nào, Ngọc thấy đẹp không? Đẹp. Tuyệt vời, nhưng mà đứng dậy nhỉ. Chúng mình sẽ đi tiếp bởi vì không sẽ không có thời gian. Những cái bộ như này là rất là đẹp, phù hợp với những ngôi nhà chung cư, những cái nhà mà hiện đại, những nhà mà thích các cái kiểu dáng đơn giản thông suốt, thì mẫu này gọi là mẫu chữ vạn. Và gỗ bộ này là gỗ cẩm lai, là 6 món. Kia là những cái tủ ngày xưa, những cái tủ này theo mẫu của Đài Loan khi mà sản xuất ra là Hướng Mai đã có rất là nhiều khách hàng thích những cái tủ như thế bằng gỗ hương của Lào. Còn bên này là một bộ chữ vạn có 10 thứ, ví dụ như là 4 ghế một bàn 2 đôn bằng gỗ hương của Lào. Và cái mẫu chữ vạn này thì khi mà đặt để vào trong các cái ngôi nhà thì quý khách sẽ thấy nó vô cùng là đẹp, rất là đẹp, tinh tế mà sang trọng mà lột là. Thế còn cái bộ bên cạnh là bộ móc ngọc. Ngọc thấy bộ này đẹp không? Bộ này tên gọi là bộ móc chốt gỗ cẩm lai. Bộ này rất là đẹp và kỹ càng, cũng tinh tế nữa, sang trọng, lịch sự và rất là đẳng cấp. Những cái bộ như này là ngày xưa là hàng xuất khẩu đi nước ngoài và ngồi thì rất là quý. Những bộ này trong các cái bộ phim nhựa, phim truyền hình nhiều tập của Việt Nam ấy thì hay có những ngôi nhà như là nhà lý trưởng hay là những nhà giàu, nhà quý tộc thì họ hay có những cái bộ bàn ghế như này. Mẫu này cũng thế, mẫu này cũng gọi là bộ gỗ cẩm lai, rất là đẹp. Gỗ vẫn để mộc và màu thì nguyên gỗ. Và cái bộ này kê vào nhà thì rất là sang vừa xịn, vừa quý vừa đẹp. Còn đây là một bộ Minh Quốc Hồng Chim gỗ mun, 6 ghế một bàn, kê thì trông rất là đơn giản nhưng mà cũng điệu nghệ. Đi kèm theo nó là một cái tủ bằng gỗ mun.
Thế và bên này là một bộ, bộ gì đây Ngọc biết không? Tên gọi là gì nhỉ? Phát hiện ra chưa? Tứ trụ. Bộ gỗ tứ trụ gỗ cẩm nai, bộ này rất là đẹp, vừa đẹp vừa sang vừa tinh tế và rất là tiện lợi khi mà kê sắm những cái bộ này vào trong nhà thì sẽ rất là ưng ý, bởi vì nó vô cùng là đẹp và sang trọng, kiểu dáng cũng đẹp nữa. Thế và những cái bộ như là bộ này là bộ gì Ngọc biết tam không? Tam đa phúc lục thọ. Tam đa phúc lục thọ, giỏi quá. Bộ tam đa phúc lục thọ bằng gỗ hương của Lào. Bộ này thì vừa đẹp vừa sang mà kê vào trong phòng thì rất là lịch sự và kiểu dáng thì rất là sang trọng. Nó thường hay kê nó giống các cái bộ rồng nhưng mà nó lại gọn hơn bộ rồng, mà nó rất là đẹp và tích phong thủy của nó thì vô cùng quý, và gỗ hương nào thì bây giờ sẽ rất là hiếm hoi nhưng mà kê vào nhà thì rất là quý. Thế còn bộ này là bộ gì Ngọc biết chưa? Bộ này chính là bộ Tần Thủy Hoàng. Đúng rồi, bộ Tần Thủy Hoàng bằng gỗ môn, à mẹ xin lỗi, bằng gỗ cẩm nai. Bằng gỗ cẩm nai của Lào. Và những cái bộ này thì ngày xưa là xuất khẩu rất là nhiều, và khi mà đặt để thì nó giống chất lượng của gỗ chắc, con thấy không? Màu cũng đẹp như là gỗ chắc và trông kiểu dáng thì rất là tuyệt vời. Đây chúng mình sẽ đi tiếp đúng không? Bộ Tần Thủy Hoàng, tích phong thủy của nó là gì nhỉ? Bốn sinh phú tức là các hình em bé vui chơi ca hát, rồi ba ông tam đa phúc lộc thọ, một ông phúc, một ông lộc, một ông thọ là trường tồn sống lâu, và cả cái bàn cũng thế, ba ông tam đa phúc lộc thọ, cái này hạnh phúc. Còn bộ bàn ghế này là bộ Minh Quốc Sư Tử. Ngày xưa cái mẫu Minh Quốc Sư Tử này là rất là hot. Những cái năm xưa xưa là người ta rất là thích mẫu Minh Quốc Sư Tử, bởi vì nó có quyền uy, rồi các cái nắng vàng, các cái đồng tiền vàng, cũng như là bốn quý phát tài, một năm bốn mùa, cả bốn mùa đều phát tài. Những bộ này thì cột 10 trông cũng rất là đẹp, gỗ mun quý. Còn những cái bộ này là gỗ cẩm nai trơn, đơn giản thẳng tuột, là làm theo mẫu một số nhà họ, như là kiểu nhà đơn giản hiện đại họ chỉ thích gỗ thôi, thì công ty cũng đã sản xuất. Thế và đây là một bộ Minh Quốc Sư Tử, gỗ hương của Lào. Ngọc thấy đúng gỗ hương của Lào đẹp không? Đẹp ạ. Đấy, các cái con sư tử vần cầu đẹp lắm, các cái nắng vàng này rất là quý hóa. Gỗ hương của Lào đẹp chắc chắn. Sẽ dành một buổi nào để đưa Ngọc biết được các mẫu quý. Còn đây là Minh Quốc Đào, cột 10 món và bộ 6 món. Những cái bộ này ngày xưa là rất là đắt hàng, bởi vì là có nhiều nhà thì họ vừa xinh xinh ấy con. Họ kê tầm 15 mét vuông, 20 mét vuông kê những bộ này, trông nó cũng vừa đẹp vừa sang. Còn đây là một cái kiểu dáng vừa đơn giản vừa trơn tru mà thoáng, khi mà đặt để vào trong ngôi nhà thì nó rất là đẹp, bởi vì cái thiết kế của cái bộ bàn ghế này nó cái chủ đạo của nó là gỗ, và cái thiết kế của nó rất là nhẹ nhàng thanh thoát, và khi mà ngồi thì mọi người sẽ thấy là cái độ thông thoáng của gỗ, nên là đồ gỗ đồng kỵ có rất là nhiều kiểu mẫu mã khác nhau, nó phù hợp cho cả những nhà vô cùng hiện đại Tây, và cũng phù hợp cho những nhà mà rất là cổ kính, hay là những nhà mà rất là VIP, rất là lịch sự, thì các cái sản phẩm đồ gỗ đồng kỵ, đặc biệt là các mẫu mã nó rất là đa dạng. Đây là bộ Tần Thủy Hoàng trơn đơn giản, vừa sang trọng vừa đẹp, và gỗ cẩm nai nhập khẩu. Còn bên cạnh là bộ trúc rồng. Ngọc có biết là bộ trúc rồng này rất là quý không? Gỗ hương của Lào. Bộ bàn ghế này, bộ bàn ghế trúc rồng này, ngày xưa ấy, cái thời mà mẹ sinh ra Ngọc á là hot cực kỳ luôn. Bây giờ nó vẫn hot, đúng không? Nó vẫn đẹp, trông nó vẫn sang, nhưng mà người ta ít làm hơn, bởi vì làm cái này nó rất là nhiều công, tốn sức, tốn của, mà làm bằng tay hết, nó chẳng làm được bao nhiêu. Ngày xưa thì cứ lấy công làm lãi, thế là cứ sản xuất thân lực. Còn bây giờ thì họ sẽ dùng nhiều những cái kiểu. Đây, còn đây là một bộ như ý, Ngọc. Bộ như ý gỗ cẩm nai nhập khẩu. Bộ này ngày xưa bán đắt hàng lắm. Cái kiểu này nó cũng tiện ấy, kê vào trong nhà thì nó vừa sang, vừa tiện, vừa đẹp, đúng không? Con thấy không? Đấy. Thế và bên này là một bộ Minh Quốc gì đây Ngọc biết không?
Nghề. Kiểu này đẹp đúng không? Vâng. Gỗ hương, cái này là hàng sắt phát triển sản phẩm mới. Các bạn đội thiết kế, các bạn ấy muốn là nó có đa dạng sản phẩm mẫu mã. Nên là Minh Quốc Đào có nhiều rồi, Minh Quốc Sư Tử có nhiều rồi, Minh Quốc Ngũ Phúc, Minh Quốc Voi có nhiều. Thì các bạn thiết kế ra một bộ mẫu sản phẩm mới. Đó là Minh Quốc Nghe rồi, trông nó cũng đẹp nhưng mà kiểu dáng cũng rất là sang. Đúng không? Và bên này thì là một bộ Minh Quốc Voi. Mà cái này bằng gỗ hương nào, bộ này cũng thế. Bộ gỗ hương nào cột 10. Mà trên tầng này thì có rất là nhiều các cái sản phẩm quý bằng gỗ hương của Lào. Nên là quý khách muốn bộ to cho nhà 30-20m2 hay nhà hơn 10m2 cũng có. Nhà 40-50m2 ở đây cũng rất là nhiều, nó rất là đa dạng. Và cái bộ này là bộ móc gỗ hương nào. Bộ này rất là đẹp. Bộ này vô cùng là đẹp và rất là sang. Ngồi thì kỹ càng. Cái mẫu này thì làm được nhiều bằng gỗ chắc, gỗ mun, gỗ hương, gỗ gụ. Nhưng mà đây là bộ gỗ hương của Lào. Gỗ gụ bây giờ ít người làm hơn, ngày xưa thì có nhiều. Thế còn bên này là một bộ cẩm nai đẹp nhất, cậu đục hai mặt nhưng mà các bạn này để góc trong tường nên là máy quay sẽ không thể nào quay được mặt bên sau. Cái bộ này bằng gỗ cẩm nai của Lào và được đục hai mặt. Hai mặt tức là bên này và bên kia đều đục cả hai mặt mà làm rất là kỹ. Và đây là một bộ rất là tuyệt vời, là bộ mẫu của Đài Loan, tên gọi là bộ tời. Bộ này thì ngồi thì rất là dễ chịu và cái kiểu dáng này thì nhiều gỗ, tốn gỗ, kê vào những nhà thoáng thoáng. Ngày xưa khi mà nhà Hướng Mai làm xong thì đã có một người là người Hàn Quốc họ mua để vào các cái ngôi nhà của họ bằng gỗ cự hương của Lào. Ngồi thì rất là dễ chịu và lau chùi thì cũng dễ dàng, thuận lợi, thuận tiện. Kiểu dáng thì sẽ không bao giờ bị lạc hậu. Và chúng mình sẽ đi tiếp đúng không? Ngọc có thích cái trần, cái vách tường nhà mình làm với cầu thang không? Cái vách tường đấy rất là đẹp nhá. Đây, các bạn nhân viên đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai đã đục ra những cái bức rèm nó gần như là thay những cái cửa sổ, thay những bức tường, mảng tường. Thì đây là một trong những cái mà đội ngũ thiết kế của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai khi mà đặt để thì nó sẽ thông thoáng sang cả cầu thang, nó sẽ không bị bí cái khoảng tường, hay là nó sẽ làm cho cái không gian nó rất là đẹp và thoáng mà vẫn đạt được cái độ thẩm mỹ cao. Thế và đây là tầng 2. Chữ tâm độc thế tự mà hay, thành bại hơn thua bởi chữ này. Tuổi trẻ gắng gìn, gà già cố giữ, cuộc đời gắn trọn cả vào đây. Có tu tâm thì mới tu được nghiệp, tâm có sáng thì nghiệp mới thành. Đây, và sơ bộ là Hướng Mai và Ngọc Anh đã giới thiệu được hết tầng 2 rồi nhỉ. Nói một cái là mình đã giới thiệu xong. Hướng Mai xin gửi niệm lành, lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách đã nhiều năm là khách hàng của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, đặc biệt là khách hàng trung thành của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai ở nhà 6 tầng này. Bởi vì nhà 6 tầng này là bắt đầu khánh thành là 2005 và đến bây giờ thì đã được gần 20 năm rồi. Và có rất là nhiều các cái bộ bàn ghế từ nơi đây được đi ra, và bây giờ thì Hướng Mai đã sửa xong lại được cái ngôi nhà này. Và hôm nay thì cùng với con gái yêu giới thiệu với quý khách, đây là tầng 2 và tập 2 của Hướng Mai Salon số 4+5 đường 271 Đồng Kỵ Từ Sơn Bắc Ninh, cách cổng trường Đại học Thể dục Thể thao 300m đi về phía cầu Đồng Kỵ. Ngọc Anh yêu quý, còn gái yêu có nói gì không? Cảm ơn quý khách đã luôn ủng hộ công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách tràn đầy năng lượng và thành công. Xin trân trọng cảm ơn Hướng Mai và Ngọc Anh. Hy vọng là quý khách sẽ thường xuyên theo dõi trên trang fanpage của đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Và gia đình Hướng Mai xin gửi niệm lành, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, cầu nguyện tới toàn thể gia đình quý khách luôn luôn có được những sự an yên, sự hạnh phúc, sự thành công và viên mãn trong cuộc sống, và luôn luôn có những cái sức khỏe dồi dào để khi mà hết dịch thì có tràn đầy năng lượng làm thật là nhiều việc tốt, và sau đó thì sẽ quay trở lại đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai để tham quan và đủ duyên thì sẽ mua sắm. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.